tôi trả lời từng câu hỏi của mọi người. Ở đây còn có một chị nhờ xem phong thủy, muốn được gặp trực tiếp. Thì như mọi người, tôi có nói với mọi người là thường là tôi không tiếp ai cả, tự nhiên mọi người đến hỏi có khi mất một tiếng hoặc cả ngày hỏi cho sướng xong thì thôi, đúng không, không tư vấn nữa, bởi vì người ta chỉ cần giải đáp những cái khúc mắc thôi chứ người ta cũng không quan tâm đến phong thủy. Thực sự là nhiều người là như vậy. Nên là tôi bảo là tôi bận, tôi không tiếp. Còn làm online là 25, đến tận nơi là 65. Đấy, thì chắc là đắn đo suy nghĩ một hôm thì lại buổi tối thì bảo cái anh người quen anh gọi nhờ giúp cho đứa em. Thì hôm nay cũng bảo là em là em anh Khôi hôm qua gọi cho thầy nhờ trường hợp nhà em. Quen biết thì giải quyết vấn đề gì đâu. Tôi cũng có nói là trước đây thì một số mối quan hệ, có thể là ngay cả các bạn đi làm phong thủy cũng thế thôi, có những mối quan hệ thì các bạn ngại, các bạn không muốn nói báo ra, đúng không? Thì nhưng mà thực ra đấy là một điều rất dở, vì người ta lợi dụng, nói đúng từ lợi dụng, người ta nghĩ là thầy phong thủy là phải làm miễn phí. Rất nhiều trường hợp như thế này. Ngày sáng nay có một bạn ấy cũng bình luận mà nói là thấy linh phù của thầy tốt, nói cho người nhà biết, còn bị nghĩ là quảng cáo hộ, rất phức tạp. Trong cuộc sống thì rất nhiều người như thế này này. Họ mời tôi đến nhà chơi. Tất nhiên mời đến nhà chơi thì tôi đến nhà chơi, tôi đến nhà thôi chứ. Xong họ không nói gì thì tôi đến chơi xong tôi về, đúng không? Còn muốn nhờ tư vấn thì phải mở mồm ra nói là nhờ thầy tư vấn, phải nói rõ ràng thế. Tôi đi vào Đà Lạt tôi dạy, có hai câu chuyện. Tôi đi vào Đà Lạt dạy thì cũng mời đến nhà chơi. Mời đến nhà chơi thì tại vì nhà đang làm, đúng ra là nhờ thầy thì tất nhiên là mình tính phí nó hữu nghị hơn, nhưng mà cũng không nói cứ bảo mời nhà thầy đến nhà chơi xong cứ thì tôi cũng chỉ đứng thôi nhìn thôi, đúng không? Đứng xong mình đi về thôi, tệ. Còn muốn nhờ xem thì mở mồm ra nói nhờ xem. Xong cũng một trường hợp, rất nhiều trường hợp chứ không phải một trường hợp. Ví dụ bên vợ tôi cũng thế, có một nhà người quen cô gì chú bác gì đấy tôi cũng chả nhớ, mời đến nhà chơi, mời đến nhà chơi xong mình đi về thôi, xong sau đấy lại trách, lại nói với vợ tôi trách kiểu là đến không chịu tư vấn phong thủy. Đấy, có những cái thể loại người mời bác sĩ đến nhà chơi thì không có nghĩa là bác sĩ phải đến khám bệnh cho từng người, các bạn hình dung không? Ông muốn thuê thì ông phải mở mồm ra ông nhờ ông thuê. Ông muốn nhờ tư vấn thì ông phải nhờ tư vấn đến nhà chơi. Việc khi mình đến ấy thì người ta không quan tâm đến cái gì, cái người ta chỉ quan tâm là nhờ xem phong thủy. Mà các bạn biết tính tôi rồi, tôi rất cầu toàn, tôi xem rồi tôi xem rất kỹ thì tôi mới xem. Còn nếu chỉ nói lớt sớt vài câu thì chắc chắn là tôi không xem mà không nói. Thì vì mình nói ra nó không đầy đủ, các bạn hình dung không, nó không đầy đủ thì sau đấy người ta lại vin vào cái câu là tôi nhờ ông Linh tôi xem ông Linh, trong khi đó là chỉ hỏi vu vơ vài câu, đúng không? Nên là dần dần, nói chung là rất nhiều vấn đề với những cái người nhờ xem miễn phí, và đa phần như tôi nói rồi là cái quan trọng nhất là khi nhờ xem miễn phí thì họ chỉ xem cho vui, họ không quan tâm mà nói thế nào thì họ nghe thấy gọi là hợp với cái đầu của họ, hợp với cái tư duy của họ thì họ làm, không hợp thì họ đi hỏi ông khác, ông nào hợp tai hợp màng nhĩ thì họ làm, chứ họ cần quan tâm gì đúng hay sai đâu. Thế nên là riêng với tôi bây giờ chả bao giờ có khái niệm miễn phí. Ví dụ là những cái bạn mới làm phong thủy, ví dụ các bạn học
của tôi, các bạn xem clip rồi bạn học những khóa học, các bạn mới đi làm thì các bạn có thể làm miễn phí để gọi là có kinh nghiệm. Như một bạn bạn bảo là thầy phải làm những thứ thật rẻ để hỗ trợ người nghèo, rất khó các bạn ạ. Trong xã hội thì mình cung cấp dịch vụ thì có rất nhiều đối tượng, mỗi người có một cái đối tượng để phục vụ khác nhau. Người nghèo phục vụ cũng tốt, nhưng vấn đề là cuộc sống họ còn chưa lo được thì họ lấy đâu ra thời gian để quan tâm đến phong thủy. Và đến quan tâm đến phong thủy thì họ cũng nửa tín, gọi là bán tin bán nghi. Và vấn đề là lại muốn mua đồ rẻ tiền cơ các bạn. Thế thì làm sao mà hiệu quả được? Giống như cái linh phủ thái tuế nhá, cái linh phủ thái tuế 950.000 là cái mức giá vừa phải. Tuy nhiên với nhiều người họ kêu đắt, tại vì là ngoài kia có những người người ta đi photo, đúng không? Photo nó không hiệu quả nhưng mà bán 50-100 người ta thấy rẻ. Và với những bộ phận người ta quan tâm đến rẻ thôi các bạn, người ta không quan tâm đến chất lượng, thì ôi giời, 50-100 rất là tuyệt vời. Và họ dán ở trên nhà, họ yên tâm rồi, đúng không? Vì họ thấy có một tờ giấy, nhưng mà họ có cần biết là tốt hay xấu đâu, đúng không? Giống như là Trấn Trạch ấy, chứ xong nhà người ta dán cái bùa Trấn Trạch và chả biết mất tiền hay không thì tôi không quan tâm đến chi tiết đấy. Nhưng mà với tôi thì đó là cái đồ rẻ tiền, vì nó âm mà, nó âm và nó không hiệu quả thì mình đều coi nó là đồ rẻ tiền. Còn tất nhiên là có thầy người ta đòi mấy chục triệu cái đấy thì mình hay không thì tôi không biết. Hay giống như cái bùa thái tuế, các bạn lên các đình chùa thì người ta nhập về Trung Quốc chưa đến 1.000 một tờ các bạn, 0,1 tệ các bạn, nhân lên tỷ giá cho tôi là bao nhiêu, 3,6 hay 4 đồng một cái tờ giấy của in sẵn của tàu, nó chỉ trị giá 4 đồng chưa hết 1.000. Chưa 1.000 thì người ta cho bạn thì các bạn sung sướng. Nói các bạn thì lại cũng không đúng, tức là nhiều người, đúng không? Nhiều người sung sướng thì người ta yên tâm và người ta phù hợp với cái mức độ đó. Thì mình cũng không thể nói người ta bảo là, giống bạn này bảo linh thấy linh phù của tôi tốt hơn thì giới thiệu cho mọi người thì đúng. Nhưng mà 950.000 thì với cái người ta đang quen lên đình lên chùa xin một cái miễn phí, hoặc là những cái thầy dân gian người ta cấp cho 50, hoặc là nói theo kiểu là tùy tâm, đúng không? Thế là nhưng mà chính người ta lập lờ tùy tâm là làm cho nhiều người ngại, có người rút 1 triệu ra, có người rút 2 triệu, đúng không? Thậm chí có người 50 triệu thì vì là tùy tâm mọi người sợ mà. Và thậm chí là với cái người rút 10-20.000 người ta vẫn lãi rồi, tại vì là cái cốt chi phí nó có 1.000, chưa đến 1.000, người ta bảo tùy tâm, thế là bạn đưa bao nhiêu người ta cũng lãi. Nhưng vấn đề là nó không hiệu quả. Còn tôi thì tôi quan tâm đến cái hiệu quả, nên là mình, ví dụ mình phục vụ là mình phục vụ người quan tâm đến hiệu quả. Chứ nếu mà đặt nặng cái vấn đề khác lên thì rất là khó so sánh. Tôi làm là phải hiệu quả tôi mới làm. Đấy, nên là ví dụ là mình đo thì giấy nó không hiệu quả thì làm sao đi tư vấn cho mọi người dùng cái giấy in sẵn được, đúng không? Tư vấn phong thủy thì càng không bao giờ có khái niệm mà miễn phí được. Mất công nhờ người quen này người quen nọ giải quyết được cái gì. Bây giờ kể cả anh này có gọi nhờ tôi thì cũng vẫn mất tiền. Đấy là chuyện bình thường. Làm thì làm, không làm thì thôi. Đấy là đi khám bác sĩ mà lại còn muốn bác sĩ xem cho em miễn phí. Bố trí thì bên mình cứ chuyển khoản thì mới sắp xếp lịch được. Dạ vâng. Thế là em muốn làm trực tiếp thì cái quy trình nó như thế nào được? Thì chuyển khoản xong hẹn lịch đến để đo xong về thì mới, nếu có bản vẽ rồi thì lúc đấy mới
xem bố trí tốt xấu này thì khoảng một tuần gửi lại hồ sơ. Vâng, giữa em mà có cả thiết kế, tức là em chưa thiết kế nhà, bởi vì em cũng là từ dụng trước. Xong rồi em muốn thiết kế trên cái cơ sở là phần... Chưa thiết kế cũng được thì cũng phải đến đo thì mới về, mới đưa cái... về mấy cái cung để... Xong rồi khi có cái sơ đồ đấy, thì trên cái đấy thì kiến trúc sư người ta mới thiết kế. Đúng rồi, vâng. Và thế thì tốt nhất là còn hơn là mình thiết kế xong thì phải lại phải chỉnh, đúng không ạ? Vâng, vâng. Vâng, thế thì em thay cho anh xin cái tài khoản. Vâng, vâng, để nhắn cho chị.